đúng không? Dạ, để cái nào đúng không? Dạ, chị biết được. Nó để nào đúng không? Ngàn cái tôi đưa mấy ngàn thì cũng bức xúc quá. Tại vì thằng chồng nó là người nước ngoài. Dạ. Nó rồi nó làm đi đến Singapore. Dạ. Thành ra ở khách sạn thì nó ở là Bình Xuân á, cũng rất tốt. Nhưng mà má nó bị tưởng lẫn ăn chay mà. Nên bởi vì bà không có chịu ấy, bà muốn tự mình nấu một ngày ăn ba buổi vậy đúng không? Chứ ở đây nó sợ như vừa nấu mặn nấu chay thì bà nghe mùi cá mùi thịt đó dữ lắm. Dạ. Thành ra tự cái chỗ đó khó khăn đi muốn nhà. Dạ. Còn ta ở sản sướng quá rồi con ta có ăn kẹt sáng mà chưa ra đi ăn chiều ra rồi thấy ăn cái về cũng có gì mẹ gì đâu mấy ngày tính mấy ngày về thôi mà cái này bà không chịu bà má thằng đó nó biểu phải muốn nhà thằng bà tự nấu ăn. Còn cô thì nó nghe cô có cửa hàng bán sỉ sành xứ bán cũng đồ vậy không dạ Thái Lan Trung Quốc Thổ Nhĩ Kỳ Indo vậy đó dạ. Bán sỉ ở ngoài Quốc Nguyên á.